Thì quý vị hiện giờ chỉ có đường đó để cho giữ cái tâm nó bình an thanh thản. Chuyện đời được mất có mất có thua là bình thường, có được có thắng. Chứ công ăn việc làm cũng không có, chiến tranh thì sôi động. Bữa nay giá xăng ở Mỹ lên 8 đô mấy, gấp 4 5 lần. Tài chánh kinh tế sắp khủng hoảng, lâu nay mấy clip kiểu đã báo động trước, bây giờ nó xảy ra hết trơn rồi đó. Kinh tế khủng hoảng, nạn đói đang xảy ra rồi, sắp sửa Biển Đông dậy sóng. Thì bữa nay Kiệt đọc cái bài này để mà chứ những ai không có chi cứu trên online để lấy kinh điển xuống hết thì coi cái clip này cũng nhớ được. Cái này cho những người giống như lâu nay không tin tưởng về tâm linh, không tin tưởng Phật, Chúa, không tin tưởng các vị đang hiện hữu xung quanh mình, thì hôm nay bắt đầu hiểu được. Tại vì mới có nhiêu ta 3 năm phải không, cái trái đất này nó thay đổi cực kỳ 180 độ, ai cũng nhìn thấy rồi đó, thì không có thể nào là nói là cái chuyện bình thường được. Đó là cái chuyện phi thường của thời sàng lọc tận thế mà Kiệt đã báo động từ những ngày đầu, thì không ai hiểu được, không ai tin. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chắc cũng có nhiều người tin tin nhưng mà mình phải làm sao, mình phải đọc bài sám hối để Kiệt đọc nha, thì mình mới quay đầu đi. Thì cha trời mẹ đất á, mới rước mình, mới 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 cho mình qua cái sàng lọc. Tại sàng lọc là lọc cái tâm, coi cái đứa con này lâu nay nó nhiều tiền, nó ăn chơi xa xỉ rồi bồ bịch rồi đánh vợ đánh con rồi ăn ăn thượng ăn chận thân trước thân sau, hôm nay biết được có tâm linh sát bên, các vị là đang lo cho mình từ hơi thở, từ công ăn việc làm cho tới từ chuyện khi mình mất đi cái xác phàm và tài sản sẽ bỏ lại. Chỉ có linh hồn á thì cũng sẽ được các vị chọn đi về đâu, cái đó gọi là thanh lọc, mới là cái đó mới là quan trọng. Nhưng mà khi mình còn xác phàm á, mình biết những cái bài Kiệt sắp đọc ra đó, nó sẽ thay đổi trong lúc đó. Nó cũng giống